À nha, chào đại gia đình nha. Đã một năm rồi chúng ta chưa đi ra ruộng, sẽ dắt các bạn đi ra đắm sình để kiếm cái con gì bắt chơi. Cái đường này nè, nước bên đây cạn hết rồi, đang cày ruộng. Đâu? Bước theo đàn đàn, đàn thấy không, thấy không? Chắc không thấy được đâu. Đúng rồi. Ôi, cá, quá trời luôn. Chắc không phải làm ở đây, làm như đây là một cái bẫy quá rồi. Chắc là cái bẫy rồi. Thì thêm một cái bẫy đi. Đây có một cái xuống mà xuống bên nó hơi bị cạn rồi. Đường mương này cạn mất tiêu rồi. Không biết đây dưới có gì không ta? Có gì sống nổi đây không ta? Đường mương này là có nối với hồ cá bên kia kìa. Hồ cá bên kia hả? Mấy đường mương này rất dễ có cá đồ. Không biết dưới đây có gì không ta? Có gì đâu, nước này thì có gì đây? Thế coi. Ủa cái lọc có gì mà nó đầu có cái gì nó nổi kia cái lọc, có phải phải không lọc? Đâu? Dưới kia. Chỗ nào đâu? Đây nè. Đâu? Mày thấy không? Đâu? Đấy, thấy nó lạ, nó nổi cái đầu đó nè. Đâu? Đâu khúc nào đâu? Từ từ chờ chút. Thấy không? Là đó. Khúc đó hả? Tao thấy nó lắc cái đầu, lắc kia cái gì vậy? Khúc cây mà. Khúc cây hả? Phải không? Thôi mày xuống mày coi thử coi. Đâu? Mày đấy mày chọi thì coi nó có bị sao không? Đó, này phải không? Đúng rồi đó. Ngáp. Nó ngáp hả? Phong ta. Phong, mày xuống mày coi thử coi. Phong ta, cái con gì mà ngáp vậy? Cái gì ngáp? Chắc cái con gì? Xuống thử coi, có phải không hay là gió động đậy? Hay chắc cái con giun con gì đó phải không? Biết rồi. Nhiều có lươn á, lươn nhiều lúc nó sống với sình bùn mà. Ôi, sình nó lầy thôi á. Sình nhiều lắm hả? Đâu con nào đâu? Tới. Đúng rồi, cái con gì đó. Con gì vậy? Đang ngáp nè. Giống như cái dạng mà cá ngáp cạn vậy đó. Ngáp cạn phải không? Phải không? Đúng rồi, đâu. Nó còn sống không? Cá ngáp cạn mà. Nó dưới sình hôi mà bốc mùi hôi kia đó. Đâu rồi? Chắc nó chìm nghiễm mấy nước rồi. Đâu rồi? Xin xin rồi. Nhanh vậy, mới quất đây mà. Ôi đâu rồi? Đâu có tiêu rồi. Nhanh vậy. Đây con nè. Đây nè. Ôi, cá ngắp cạn rồi. Chắc nó chui qua là con này ta. Không biết. Đúng rồi. Cá ngắp cạn rồi. Trời ơi, hên quá anh ơi. Cá ngắp cạn. Đây nè, cá nó dưới sình nãy quá, nó bu nó chui này, nó ngáp nè. Đúng rồi, dưới sình nó nổi, cá ngáp cạn là... Ây da, đây nè. Ây da. Nó còn sao, nó còn gì dạy dụ được không? Còn gì á. Thì ra là cá ngáp cạn, đây có khoảng nào đây? Coi, mò tức coi. Cá ngáp cạn rồi. Đâu rồi? Việc, nó đứng lên đây, phải nằm đây chứ ta. Đâu ta? Okay. Đây. Ây da, ây. Ây da. À, cá ngáp cạn. Đây. Tại sao gọi là cá ngáp cạn không? Cá ngáp cạn là một hiện tượng cá ở dưới trong một cái ao và sình lầy. Khi mà nước nó cạn á, cá sẽ rút xuống. Cá nó sẽ khi mà nước cạn á, cá sẽ rút xuống dưới đây, nó ẩn nấp. Mà khi mà dưới bùn nó lại không có không khí, ép buộc nó phải ngóc cái đầu lên lại. Ngóc đầu ngược lên mày nè. Đấy. Cái đầu ngược lên vậy nè, ta gọi đó là hiện tượng cá ngáp cạn. Lắc. Ơ đi kia con nữa. Cá ngáp cạn. Ê, một con ngóc đầu lên hả? Hiện tượng cá ngáp cạn. Đúng rồi. Ở trong đây hang nè, trong đây hang hốc có công rảnh không nè. Trời. Đây là cách cá mà nó nấp hạn hán đó. Cho nên mình biết hỏi sao mùa mưa cá hay nhiều. Ôi, cá ngáp cạn. Cái này. À hèn chi cái mùa mưa tại sao mà mùa khô hết này mà sao mùa mưa cái nước chảy là cá chui đầu lên đi săn đi đẻ. Đúng không? Nó ở dưới bùn mà cái hiện tượng cá ngáp cạn nó chỉ xuất hiện ở những cơn mưa đầu tiên của mùa mưa thôi. Tại vì lúc đó càng mưa là nước càng rút, ép buộc cá nó không có không khí, ép buộc nó phải ngáp đầu lên. Xem đây còn có phút nào nữa không?
Đi thử coi, mò thử coi. Hồ nước này khô hết nè. Khô sình bùn không nè. Ừ. Ôi, lấy cái mấy cá mày đâu rồi? Nó chạy vô hết cả người luôn. Ô. Trời ơi, cái con này đang sao vậy? Đang rút xuống lại bùn nè. Tính trốn ta, tính trốn thôi nè. Ồ. Rút xuống luôn hả? Ừ. Ây da. Tính rút xuống lại bùn, con này tính rút xuống lại bùn. Nó trốn. Trời ơi, hên quá không để ý nó, ý nó là đi rồi. Hai rút xuống lại bùn á. Cá nó hai rút xuống bùn. Cá ngấp cạn, lâu lâu cá ngấp cạn chỉ. Mà cái mùi cái mùi sình nó nồng quá. Nồng quá, ép buộc nó phải ngấp đầu lên thôi. Kìa. Nó ngấp ngáp rồi. Mấy cá này chỉ ngấp cạn là nếu mà nay mai có mưa thì sẽ sống, nếu mà không có mưa ép buộc nó chết. Đó là cuộc sống. Đúng rồi. Đó là sinh tồn trong thế giới động vật là như vậy. Ủa, mấy con cá mình đâu rồi, sao mà cầm theo nó chui đi luôn sao? Ở đâu ta? Kìa ta. Kìa ơi. Bò đi rồi. Ba còn đây mà. Ồ. Cái đường đi của nó nè. Đó, cái đường đi hả? Ờ, nó đi nè bạn, nó đi có cái dấu đường đi của nó nè. Trời ơi. Ồ. Nó bò nhanh ghê thật, để sơ hở cái nó bò đi luôn rồi. Ấy. Ờ, đâu. Nó bò qua đây, biết đâu một con bò qua đây nè. Đây, một con. Đâu rồi, cái đường đi nữa đây. À, ra theo cái đường đi của nó. Đây, một con chua đây. À, bộ đi nhanh thật, đi tới đây luôn rồi. Lù mà nó trường nhanh thật. Đây là một cái đường đi nó nữa nè. Nó trường đi nè, dấu trường của nó đi nè. Nó chui vào hóc chân của tôi rồi. À, bò nhanh ghê thật mà ba con này. Đây, để thẳng lại đây nha. Tí là đừng có trường đi nữa nhau, bao phần tài. Mày nhà tao thả mày xuống hồ nước, xuống hồ cho mày nuôi mày chứ đây là mày có nước cho mày sống được. Đừng có đi nữa. Đi nhanh ghê, nó trường kìa, dấu trường nó kìa, lại trường nó kìa. Ủa? Không để ý là nó bò, không biết là nó lại bò ý nữa. Sao con này ngu vậy? Để lá nó đi, tao về tao tắm cho. Cái gì không qua, từ từ. Cái gì vậy? Con cá này chết rồi sao nè? Chết rồi hả? Nó ngập nước quá chết không? Ừ, ngu quá chết mẹ rồi. Ôi. Đây có một con nè, chết rồi. Ừ, chết rồi. Tội không? Thấy rồi, tội ghê. Chết đúng rồi, mùa khô rồi. Ủa, cá bự ghê. Bự ghê. Bự mà dễ chết. Ê, còn sống. Sống. Không. Để ra. Còn sống không? Hay chắc thì tự nhiên nó vầy vẫy ta. Không biết còn sống, không biết con này còn sống. Cá ngấp cạn. Nó chui trong cái hang này nè. Ngấp cạn nó giả vờ chết, đúng không? Ồ, còn mình kiếm coi còn nào không ta? Ừ. Ồ, coi. Con cá coi, cá to rồi coi. Ồ, con cá này nữa, nó lại bò, nó chui xuống đây nè, Lộc ơi. À, chịu đi ghê ta. Trời ơi, thiệt tình. Về lại bị đi cũ giùm tao cá đi. Đi chui hoài. Hoài không à. Con này dùng về đây đánh luôn đi. Ừ, cho mày nói đi. Thôi buồn kìa. Quá trời buồn luôn, mày đi vòng vòng, mày đạp trúng con gì nha. Con gì nó chích chân á. Này dễ có lương, đắm buồn này dễ có lương. Dễ có lương lắm á. À, cá ngấp cạn. Không có nào ngóc đầu lên cho mình xem hết đâu. Xuống đây quan sát có cục cục nhu nào nhu lên không ta? Ừ, kiểm tra thử coi. Nó chích biết sao không? Nó chích nhiều lúc người ta chích á, nhưng mà nó nằm ở sình. Nó không dễ dụ á, người ta không biết đường người ta mà người ta moi nó. Là nó nằm im đó, hồi một phút sau nó tỉnh dậy á, là nó sống tiếp. Còn những con cá nào mà nó dễ dụ là người ta mò, người ta bắt hết rồi. Dòng cá lóc là đồ dậy nó thì máu giống như là cái máu lạnh, nó kia là máu, không có máu. Chích thì nó chỉ có tê giật thôi. Nó đâu có nhảy đâu. Nó không có nhảy, như mấy con cá nhỏ, như mấy dòng cá khác. Nên nó thể núp được. Uống tên. Cái mùi hôi nó quá khô kinh khủng luôn. Ừ, cái mùi nó nồng lên. Nhưng mà cái mùi này rất rất là tốt nha. Tốt gì? Cái mùi này đẹp da này mà đẹp da. Cái đẹp da không về thấy ghê lỡ không. Cái đẹp da cá nha, cái đẹp da người thằng. Ừ. Giờ hết cạo. Giờ cạo.
đây đây, đây một con nữa này. Đây đây, có nữa. Ồ, nó chui tận sâu gì ta. À, vãi đái thật. Bơi bới hình hình. Mày đã kiếm được 1-2 con. 5 con hả, được 5 con hả? Ừ, được 5 con rồi. Cây không à. Đây được con nào nữa không? Mấy cái dòng cá mà cá lóc, cá lóc, cá chê nó có sống được cái đây thôi, chẳng còn cá nào sống nổi. Đúng rồi, chỉ cá lóc, cá chê nó mới sống ở dưới bùn nổi này. Cái con cá nào mà sống nổi dưới đây. Nói về cái miền, cái dòng mà cá sông, cá suối như mình là cá lóc, cá chê là nó chùm. Cái cá rô nữa. Cá rô đúng rồi, cá rô nó đi bộ thôi á. Ừ. Đầu mùa mưa là cá rô nó lắc như phin luôn. Ngày hôm nay công nhận thật là may mắn thật. Gặp được đúng cái hiện tượng cá ngắp cạn luôn. Cá ngắp cạn là một cái hiện tượng chỉ xuất hiện 3-4 cơn mưa đầu mùa. Là lúc đó là lúc mưa xuống là nước nó rút. Cái dòng vậy, mưa đầu mùa là mưa xuống là nước rút. Nước rút ép buộc cá nó ở dưới sình. Nó ở dưới sình ép buộc nó phải ngóc đầu lên để nó thở. Cho đó người ta gọi là hiện tượng cá ngắp cạn. Hiện tượng này chỉ xuất hiện ở cá lóc hoặc là cá chê. Dạ các người. Thôi còn mò mò xíu rồi còn có nào không? Thôi anh em mình nghĩ về. Được mà chiến lợi phẩm này là cũng được là vui quá vui á. Lăn lộn. Thôi chắc vậy được rồi. Ừ, được rồi đi. Về mình coi chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm của mình coi. 5 con cá ngắp cạn. Ngày hôm nay tôi vô tình và sẵn chia sẻ với các bạn về cái hiện tượng cá ngắp cạn luôn. Đây là một hiện tượng tự nhiên thôi bạn. Lâu lâu mới hiếm gặp, lâu lâu đi vô tình mấy cơn mưa đầu mùa mình vô tình đi mình gặp thôi. Giống như mấy mưa đầu mùa thì cua ép ra đẻ quá chừng. Cái này là nếu mà một tuần không mưa nữa là mấy con này chỉ làm xác cho cò. Bây giờ tự nhiên trời ban phước lành bắt được mấy con cá mắc cạn. Nếu thấy hay nhớ đăng ký bật chuông cập nhật các video mới nha. Ây da, bội thu một mùa bội thu. Ai bắt cá đầu mùa. Quá đã. Cá lóc này về hấp bầu đúng bài. Cá lóc hấp bầu, cá lóc nấu canh chua và cá lóc kho tổ. Ba món đó thôi. Tuyệt vời. Nó chạy nữa rồi. Rồi, cảm ơn đại gia đình đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ đăng ký bật chuông cập nhật các video mới nha. Chào hẹn lại trong các video. Tới mắt lần sau. Tôi đi về.